Thưa quý vị, qua hơn 2 tuần, toàn thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội. 5 phường của quận Sơn Trà phải cách ly. Nhiều người dân vùng phong tỏa cứng rất khó tiếp cận với thực phẩm và nhu cầu thiết yếu, mặc dù địa phương đã nỗ lực. Hiện tại thì khu vực dân cư Mân Lập, phường Mân Thái đã có điểm cung cấp thực phẩm lưu động từ 2 ngày qua, đã phần nào đáp ứng nhu cầu thực phẩm thiết yếu của người dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là cửa hàng lưu động cung ứng thực phẩm thiết yếu của doanh nghiệp tư nhân Đắc Vũ Chợ Cẩm Lệ, được Sở Công Thương giới thiệu đến chốt ngã ba Chu Huy Mân, Ngô Quyền, thuộc phường Mân Thái, quận Sơn Trà bán hàng cho 62 tổ dân phố đang bị cách ly, phong tỏa vào sáng nay. Hơn 1 tấn thịt heo, bò cùng 2 tấn rau củ quả được doanh nghiệp chờ đến cung cấp theo đơn đặt hàng trước đó. Người đi chợ là tổ trưởng dân phố, cộng tác viên trong tổ Covid cộng đồng trong khu dân cư. Với hình thức mua theo đơn tổng rồi về phân chia theo yêu cầu từng hộ, đảm bảo không tập trung đông tại điểm bán hàng. Không là có cái chợ di động nên là cũng đỡ khổ cho dân, cũng cung cấp kịp thời để cho dân họ ăn. Mình cũng hỗ trợ để cho dân, người dân ở nhà là mình đi mua đồ về mình đem từng tới từng nhà, chứ không thể để cho dân đi ra ngồi được. Từ cái ngày mở lưu động này là dân rất là mừng, mua trực tiếp được cho dân, và chúng tôi mua đến đâu là phát cho dân đến đó. Nên họ rất là phấn khởi, không tự tin hơn, không có cảm thấy an tâm hơn khi ở nhà. Mân Thái là địa bàn có dân số đông, gồm hai khu tách biệt với đường Ngô Quyền. Vì vậy, việc tổ chức một điểm bán hàng là khó đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hiện vẫn còn 50% đơn hàng của bà con trong tổ gửi lên chưa cung ứng kịp. Do đó, địa phương kiến nghị Sở Công Thương thành phố cho mở thêm điểm cung ứng tại khu vực này.